Mình đã đọc hàng trăm bài báo, xem hàng ngàn video và mình đã ước mình biết đến điều này sớm hơn. Trà mate là dòng trà khô từ Nam Mỹ, được biết với nguồn năng lượng dồi dào và hoàn toàn từ tự nhiên. Uống trà mate vừa cung cấp nước, vừa giải khát và đặc biệt lại hỗ trợ về mặt thể chất cũng như tinh thần, giảm căng thẳng stress, mang đến sức tập luyện bền bỉ hơn, xua tan mệt mỏi. Điều này đã được chứng minh bởi hàng triệu người Nam Mỹ cũng như các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế như Messi, Suarez, Di Maria đang sử dụng. Trà mate là dòng trà thảo mộc hoàn toàn không đường, không calo nên không ảnh hưởng đến các chế độ ăn uống hay tập luyện nghiêm ngặt. Ngược lại, giúp các chế độ đạt hiệu quả cao hơn bởi các chất vitamin, chất khoáng trong trà giúp tăng cường quá trình chuyển hóa, hỗ trợ phục hồi thể lực sau khi tập luyện nên trà rất tốt cho việc sử dụng lâu dài. Có thể pha mate để uống cả ngày và pha trực tiếp với nước nguội, nước đá. Mình đã sẵn bình nước 500ml hay 1 lít, chỉ cần cho trà vào, thêm nước rồi ủ trong bình là có thể uống. Không cần chuẩn bị nước nóng, cứ có nước là pha được trà. Đi tập thì ai chẳng uống thanh mát. Đây chính là dòng Energia, chuyên dùng cho dân thể thao. Với độ tỉnh táo cao, năng lượng tốt và hương vị truyền thống, thơm ngon dễ uống. Nếu bạn yêu thích tập luyện và lối sống lành mạnh, cần chần chừ gì nữa, hãy thử ngay dòng trà mate nhé.